Ba cựu công an lĩnh án vì dùng nhục hình giữa trời lạnh. Ba cựu công an huyện Vũ Thư bị phạt từ 15 tháng đến 11 năm tù vì dùng nhục hình. Trói bị can 48 tuổi trên ghế và để mặc giữa trời rét đậm trong thời gian dài. Các bị cáo phạm tội trong thời gian đang công tác tại công an huyện Vũ Thư là Phạm Quang Hùng, 56 tuổi, cựu đội trưởng thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp, Trịnh Thanh Hùng, 43 tuổi, cựu đội phó và Nguyễn Trọng Giáp, 38 tuổi, cựu cán bộ nhà tạm giữ. Bị hại là ông Bùi Văn Bích, 48 tuổi. Các bị cáo tại phiên tòa hôm nay. Đầu năm 2022, ông Bích bị khởi tố, bị giam tại buồng số 6 nhà tạm giữ công an huyện Vũ Thư. Ngày 24 tháng 1 năm 2022, sau khi nhận cáo trạng truy tố về tội môi giới mại dâm, ông Bích quậy phá, la hét, tự làm bị thương, cáo trạng nêu. Từ ngày 27 tháng 1 năm 2022 đến ngày 5 tháng 2 năm 2022, bị cáo Phạm Quang Hùng và Trịnh Thanh Hùng không báo cáo lãnh đạo để xử lý theo quy định của pháp luật về việc này mà chỉ đạo cưỡng bức ông Bích đưa lên ghế thẩm vấn. Các bị cáo khóa chân, khóa tay và để ông Bích ngồi trên ghế nhiều ngày trong thời tiết lạnh, nhiệt độ ngoài trời khi đó từ 12,7 độ C đến 15,7 độ C. Theo cáo trạng, hành vi này khiến ông Bích bị nhiễm khuẩn từ không khí, viêm phổi, viêm phế quản nặng, suy hô hấp. Ông Bích tử vong hôm ngày 20 tháng 2 năm 2022. Ngày 22 tháng 8 năm 2022, cơ quan điều tra Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao khởi tố vụ án, bắt các bị cáo. Quá trình điều tra, nhà chức trách phát hiện bị cáo Giáp trong ca trực ngày 4 tháng 2 năm 2022 đã đánh nhiều lần vào mặt, đầu ông Bích khi ông bị khóa cố định trên ghế thẩm vấn. Tại phiên tòa sáng nay, người thân của ông Bích không đồng tình với kết luận nguyên nhân tử vong. Họ cho rằng ông chết do bị đánh đập, hành hung trong thời gian dài, chứ không phải nhiễm khuẩn, cảm lạnh. Trong bản án tuyên trưa cùng ngày, xác định các bị cáo phạm tội dùng nhục hình. Hội đồng xét xử phạt Phạm Quang Hùng 11 năm tù, Trịnh Thanh Hùng 10 năm và Nguyễn Trọng Giáp 15 tháng. Ba người phải khắc phục, bồi thường thiệt hại cho gia đình bị hại gần 250 triệu đồng.